Bị rồi, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, có mà ăn lợi nè. Dạ. Con ăn được không? Em qua đây ngồi dưới đất anh, ăn như anh Lục nè. Dẹp luôn cái ghế rồi hả? Ờ. Trời, ai đài á? Thấy gì á? Anh trai đi Vũng Tàu đó. Ủa không anh, cái này người ta ăn khô. Vậy hả? Người ta hút nước. Ghê luôn quá rồi, anh làm vậy rồi ăn sao ngon quá rồi. Ăn khô à? Cái này là khô sao? Thêm nước vô luôn rồi. Quá chán nè. À, không biết nói gì hả? Hay anh để em ăn cái đó cho, anh ăn cái khác đi cho nó ngon. Thôi, em ăn cái này cũng được rồi. Sao đổ vậy? Mà anh Giang. Anh đi cơm, anh đi. Ô, anh lại tiệm ra đi đi. Ngon quá. Tay lên chứ. Nha. Chuẩn bị nè, hết vô. Thở ra. Hết vô. Thở ra. Chán quá, anh Lục anh cứ đánh sấm hoài à. Trời ơi, nó có phòng đó. Đi ngừng ơi, ngừng. Đó hả? Thầy cô á. Tao cái trứng này cho hở luôn mà nào nha. Có vẻ hơi khó. Khó lột. Trứng này chín đúng không ạ? Mà hình như luộc mà nào á, nó hơi khó lột nha. Anh không biết được trứng sống không? Trứng sống trứng chín. Anh nghĩ là không biết được nhưng mà anh mới fail. Lấy cái muối ở trong cái muối tươi của nó. Nhưng mà cái trứng này còn bát không? Okay. Thưa quý vị thân mến, phần cuối của chương trình chúng ta ngày hôm nay là hình phạt dành cho những người không thắng cuộc. Và xin hỏi ai sẽ lựa chọn đầu tiên? Anh Phạm ra đi không cần nói tiếng nào. Anh lên rửa cái mái tóc của anh kìa. Anh muốn em hay ai? Ai cũng được, đến và đi trong cuộc đời này chỉ là số phận thôi. Quý về tình cảnh về tình cảnh tóc áo tóc áo ủa anh bắn cái gì vậy, anh cố tình đúng không? Ôi, đi không được luôn kìa. Xin phép để tôi phỏng vấn ngay. Cao quá hả? Xin hỏi là CEO thấy như thế nào? Cái khúc này em muốn tuột đường huyết rồi. Có gì đâu, này dễ mà. Cái thử. Thôi để cuối cùng đi, từ từ đi. Dạ, để em thấy hai nỗi đau đi, rồi đau mình nhân lên. Hồi nãy em chuẩn bị chưa ạ? Đây. Ôi. Đã
từng bao giờ coi pháo bông chưa? Em coi rồi. Thấy pháo bông bắn màu sắc như thế nào? Bằng màu này không? Màu này người ta gọi là màu cánh gián. Ồ, em ghê rợn. Không. Thôi, làm giống vậy á, em bình tĩnh anh. Thôi anh bắn luôn đi. Một mình anh. Một tay anh làm nên tất cả đi à. Không sao, không sao em ơi. Không sao em ơi. Tội nhân Lý Nhã Kỳ. Anh chị như nè, khi mà người ta bắn lên á, mình cứ thoải mái. Hít đều, thở miệng rộng ra là khỏe à. Há họng ra, đó là password của 7 nụ cười xuân. Ok. Chị Kỳ, bịt cái mũi lại. Are you ready? Wow. Wow. Thật là đã quá đi. Vô. Tội xe ơi. À. Em đi, anh ngồi. Hôm nay là đội màu sao xanh ngày hôm nay bị phạt 3 lần bắn nước lên trên người và trên mặt. Và người làm duy nhất cho 3 lần đó là Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị là Lý Gia Kỳ chơi rất là nhiệt tình. Chơi xông xáo với anh em và tỏa sáng trong phần ngã người để đi qua xà. Rất là dữ dội. Kỳ ơi, nè, bình tĩnh chưa Kỳ? Đây nào. Không, lần trước năm ngoái mình chỉ chưa chơi đập trứng là hết rồi. Sao năm nay 7 nụ chơi lớn quá vậy? Mỗi năm mỗi cái cấp độ khó càng tăng lên. Đô cao hơn mà lầy nó cũng nhiều hơn. Đúng anh vậy, lâu lâu con cảm giác mà nó thoải mái vậy chứ. Chưa ai đè đầu cưỡi cổ bắn em vậy luôn á. Ủa, em chưa bị bắn gì bao giờ hả? Em chưa bị bắn. Nhưng mà em thừa nhận nha là trứng làm đẹp da nha, tự nhiên da anh bóng và căng hơn lúc đầu. Lúc chưa đập trứng da anh không có căng bằng bây giờ. Giờ căng hồng đẹp. Chơi 7 nụ về ai cũng đẹp hết. Ồ, chơi 7 nụ về có những cảm giác rất lạ. Từ đó đến giờ em chưa bao giờ bị đè và bắn lên mặt. Còn em bây giờ bị thì bị bắn ngập mặt luôn, em thấy không? Không những bị đè mà còn đè đầu cưỡi cổ em xong bắn em vậy nữa. Ghê quá. Ôi, ôi. Trải nghiệm rất mới. Dạ. ST ngày hôm nay là chơi thắng nên không bị phạt gì cả. Những người thắng luôn có quyền lợi là nhìn người khác bị phạt. Dạ. Nhưng mà ST muốn trải nghiệm không? Còn một bình nữa. Dạ không à. Cảm ơn Lý Duy Kỳ, cảm ơn ST đã đến với chương trình.